Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi đoạn 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Stickman Equip lên. Let's go. Ok, mình sẽ chọn này. Boom. Wow, chết luôn. Rồi, tiếp tục. Một cái đồng hồ. Đây là đồng hồ vượt thời gian. Anh ta không chết vì già thì cũng chết vì đói thôi. Ok, let's go. Tiêu diệt anh chàng này. Oh my god. Mình phải ấn liên tục vào đây. Rồi, lúc luôn. Ok, thuốc. Đấy, không biết là thuốc gì. Đổ mông. Đi xuyên tường. Nhưng mà lại cứng đơ người. Let's go. Wow, rất là tri thức. Vâng, cô bé này yêu luôn. Và cô ta sẽ cứu anh chàng này. Ồ, cứu thật. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Butcher Room. Let's go. Lô thanh, tiếp tục. Wow, cái này thì đơn giản thôi. Đây, ở đây có movie 8 này. Và movie mấy các bạn tính toán làm sao để thoát khỏi ông ta. Ok, let's go. Mình sẽ gạt bên này, gạt bên này. Gạt bên này xem nào. Gạt lại. Bắt ngay. Xong rồi. Mình sẽ phải tính toán một chút. Gạt xuống đây. Sang đây. Bắt ngay. Sang đây. Mình sẽ lại còn lại. Sang đây. Sẵn lại, ok. Thoát rồi. Một đi đâu. Let's go. Bảy hả? 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Wow. Let's go. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Cái này thì hơi khoai đây. Cái này thì không biết là sẽ như thế nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Two, three, four, five. Ok. Gạt lên đây. Sang đây. Thì sẽ chết. Và chỗ này. Cũng chết ngay. Ok, let's go. Mình sẽ phải như thế này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Evil Kids. Đây là một tựa game kinh dị. Một tựa game horror. Start game, continue. One day. Ok, đầu tiên thì các bạn đang ở trong một căn phòng. Và trong một ngôi nhà có cậu bé cầm một con dao. Rất là kinh khủng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ phải nằm một cái chậu nước. Và mình sẽ đi lấy nước ở trong cái chậu này. Đây là nhà vệ sinh. Let's go. Một ngôi nhà bị bỏ hoang khá là lâu rồi.
Ngày xưa cậu bé rất là đẹp trai. Skimmer. Rosin. Đây là một lọ thuốc sổ. Mình sẽ tẩm vào thức ăn cho cậu ta. Tẩm vào một cái bánh hamburger và đang để trong tủ lạnh này. Let's go. Ok. Khi các bạn tẩm vào và các bạn bỏ ra cái đĩa thì cậu ta sẽ tự đến ăn. Okay, let's go. Stick. Boom. Mình sẽ có rửa cái này. Okay. Có một sợi dây điện rồi, bây giờ mình sẽ lối sợi dây điện này vào, sau đó thì mình sẽ mở cái kính của bên kia. Let's go, nhanh thôi. Rồi bật công tắc lên, mình sẽ dùng chiếc chìa khóa này mở cái cửa đây ra. Và hiện tại thì mình sẽ không vào được trong này, mình phải uống một viên thuốc thì mình mới vào được. Let's go baby. Wow, thằng bé nó kêu khiếp thật. Và đây là một cái đầu. Không biết cái đầu nó có khiếp nữa không. Ok, let's go. Một màu xương. Rồi, mình sẽ cầm chiếc chìa khóa này và sẽ xem là cái mã số là như thế nào, mã số bao nhiêu. Cậu ta cũng có nghi vấn ở đây cho nên cậu ta cũng đi đường này. 1728. Ok, let's go. Khi bạn uống nước này vào thì các bạn sẽ vào được trong ngôi nhà này. 1728. Rồi mình sẽ nhớ cái mã số của nó. Rồi cầm cố pin và vào thôi. Ok, let's go.
Rồi và mình đã trốn thoát khỏi nhà cậu bé này. Cậu ta vẫn đã cầm một con dao, sợ thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Roblox. Let's go. Tựa game này, trong tựa game này thì có rất nhiều tựa game kinh dị, có vui cũng có, và đánh nhau cũng có, rất là nhiều tựa game hay. Các bạn có thể download về và chơi tất cả những tựa game trong này, rất là nhiều luôn. Ok, và dưới đây cũng vậy. Wow, wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào Ten Titan. Một nhân vật khổng lồ này mới update và rất là khỏe luôn. Nhân vật khổng lồ update kinh khủng luôn. Ok, let's go. Let's go. Bây giờ mình sẽ chọn ai đây? Chọn một anh chàng này đi. Không enter được à? Ok. Mình sẽ đem anh chàng sinh nhân rồi. Người ta lại không dám đứng lại. Oh my gosh, đau thế. Wow, đau thật. Oh my god, đánh rất là hay luôn. Mình sẽ phải đi vào trong lấy một nhân vật thật là khỏe thôi. West 75. Và mình sẽ chọn anh chàng Cedar Blocks. Để cho họ biết thế nào lễ độ. Boom. Tiếp tục nào. Vào trong này thôi. Dám đòi đấu mình à? Chạy đâu hết nào. Wow, rất là đông luôn. Chết luôn rồi. Rất nhiều người đánh mình. Ok, let's go. Chạy đâu. Vợ này chuyên chị đánh mình luôn. Mình sắp chết rồi. Mình phải giết nó. Ok, let's go. Còn tí máu thôi. Sao anh chàng nào dám lao vào đánh mình không? Ok, không ai giết được mình. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Granny Chapter 2. Let's go. Develops.
One Day. Ok, bây giờ thì mình sẽ phải tìm những món đồ và tẩu thoát ra khỏi ông bà Granny này. Không biết ông ta đang ngủ hay ông ta đang đi. Wow, ông ta đang đi. Rồi, mình sẽ thử ông ta. Cùng bà ta xuống dưới này. Một phần ba tấm ảnh. Ok, let's go. Không có gì. Ờ hó. Anh ờ hó này đang tìm cho mình. Chị ờ hó thì đang ở kia. Chết thôi. Ồ, may anh ờ hó. May anh kia không nhìn thấy mình. Bây giờ mình sẽ phải trốn thật nhanh. Chết thôi. I see you. Chạy nhanh thôi. Tẩu thoát vào trong ngôi nhà này. Là họ sẽ không tìm mình. Ok, let's go. Một phần ba bức ảnh nữa nằm trong đây. Mình sẽ mở cái nước này ra. Oh my god. Giật mình. Wow wow. Bà tao bắt được luôn. Sợ thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Slender 2. Let's go. Cái game này thì các bạn phải đi xung quanh và tìm những con ma. Sau đó các bạn chụp ảnh. Trong tựa game này thì có cả Slender. Khi các bạn gặp Slender, các bạn phải quay đi thật nhanh và chạy thoát. Nếu không thì sẽ bị Slender bắt các bạn ngay. Và các bạn sẽ phải truy lùng những con ma, 7 con ma. Ok, mình sẽ vào trong sâu đây xem có gì không. Rất là âm u. Ở ngoài đời nếu mà mình đi như thế này thì chắc là mình không dám đi đâu. Mình sẽ lấp vào một chỗ và sẽ đợi người dân đến cứu. Còn ở trong game thì mình sẽ không sợ và đi thoải mái thôi. Truy lùng những con ma và săn lùng những bức ảnh của nó. Ok, đây rồi. Mình sẽ bắt con này. Một con. Let's go. Tiếp tục nào. Đó, chạm xích đu kêu nghe khiếp thật. Những toa tàu bị bỏ hoang. Đây là chắc là những toa tàu bị hỏng. Vào trong đây xem có gì không. Một căn phòng. Chuồn ngay, chuồn thật nhanh. Ok, let's go, giật cơ mình. Rồi, mình sẽ chuồn được này. Ok, một con ma sắp chuẩn bị xuất hiện ở đây.
Đây rồi, đây rồi. Ok, hai con. Các bạn đi xung quanh và săn lùng 7 con ma là các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ săn game tiếp theo. Đây là một tựa game ma của hãng Develops. Bóng ma trong trường học. Ok, let's go. Bây giờ là mấy giờ? Wow, đồng hồ quá hỏng luôn. Cho nên không biết là mấy giờ. Rồi, mình sẽ mở phòng này đầu tiên. Một chiếc chìa khóa này. Các bạn phải nhìn thật nhanh nhá. Ok, let's go. Tiếp tục sang phòng thứ hai. Nhìn những cái phòng thật nhanh. Sau đó thì phải nhìn đừng để sót một cái gì cả. Nếu không thì các bạn sẽ tìm lại rất là lâu. Ok, let's go. Có gì ở đây? Rồi bây giờ thì mình sẽ đi hành lang tiếp theo. Xem hành lang bên này như thế nào. Có một cái chiếc chìa khóa kia. Tí mình sẽ lấy nó. Bỏ con ma này xuất hiện luôn ở đây. Tài thật. Không có gì ở đây. Nhặt luôn. Đây. Món đồ thứ nhất. Các bạn phải tìm 8 món đồ như thế này. Các bạn mới thoát ra khỏi ngôi trường ma này. Ok ok, nghe tính nhạc rất là hãi luôn. Mình nổi hết da gà luôn. Rất là nhiều chìa khóa. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng. Làm tí máu đi. Vệ sinh cũng có chìa khóa. Ok, có cả máu luôn, nhưng mà mình đang nhiều máu cho nên mình không ăn. Tiếp tục là vào một cái phòng bếp, xem có gì trong phòng bếp hay không. Tiếp tục bên này cũng là bình máu. Ok, không có gì. Chỉ cần nhìn nó thôi là nó hút máu. Và nhìn lâu thì nó hút máu càng nhanh. Đây là phòng ăn. Ok, không có gì. Wow. Các bạn cứ đi tìm xung quanh tất cả những căn phòng. Tìm 8 cái này là các bạn sẽ hoàn thành được game. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Granny Chapter 1. Let's go. Develops. One day. Ok, xuống vào trong này nào. Ở đây có một chiếc kim. Chuồn luôn. Sau đó thì mình sẽ chui vào đây. Xem có gì trong này không. Wow, wow, ok. Có mấy món đồ. Tí mình cần phải lấy. Let's go, chạy nhanh thôi. Không bắn ta xuống.
và tao xuống thật. Rồi mình sẽ vứt chicken vào đây. Sau đó mình sẽ lại lên trên lấy thêm món đồ nữa. Wow, bị động một cái gì rồi. Oh my god, bà ta lại phát hiện ra nhanh thế nhở. Mà rõ là mình vứt cái món đồ kia xuống dưới thì bà ta phải xuống dưới chứ. Wow wow wow, xuống đây. Ok, let's go. Trong này xem có gì không? Rồi mình sẽ quay ở đây. Chạy thật nhanh thôi. Bà ta đi rất là nhanh luôn. Rồi mình sẽ cầm chiếc kim này. Wow wow, bà ta đi nhanh quá. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo, Butcher X. Let's go. He here you bitch. You bitch sir. Ok, chapter 1. Rồi mình sẽ phải nhặt cái này. Let's go. Và mình sẽ quét tấm thẻ vào đây. Khi đó cái cửa sẽ mở ra. Sau đó thì mình sẽ đặt những cái mẫu giấy như thế này. Đó là những mã số để các bạn phải mở cánh cửa ra. Vào chiếc chìa khóa. Let's go. I need it. Tiếp tục trong này. Ok, let's go. Good stuff. Và một mẫu giấy trong đây nữa. Rồi mình sẽ kép vào 557374. Ok, các bạn sẽ phải ấn ở đây 557374. Let's go. Một cô bé này chết ở chỗ này. Chúng ta chém ở chỗ này. Toàn máu luôn. Wow. Rồi mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Sau đó thì mình sẽ nhập số 4. Các bạn phải hoàn thành 5 chapter thì các bạn mới thoát được khỏi ngôi nhà này. Và mỗi một chapter thì các bạn sẽ nhặt được một món đồ. Sau đó các bạn sẽ dán vào cánh cửa thần bí ở đây. Ok, khi dán cánh cửa thần bí thì các bạn sẽ được sang chapter khác. Và một cánh cửa khác sẽ mở ra và các bạn sẽ phải vào và tìm và lấy những món đồ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Scary Butcher vào đây. Play, let's go. Continue. Oh my god, ông ta là bị đau đầu. Chắc là ông ta vừa ngã thôi. Mình sẽ mở cánh cửa đây ra xem có gì không. Một con dao, một cái búa. Một cái búa lên. Phá tan con dao của ông ta. I will cut you all over until you bleed out, little pig. What? You are dead. Do you hear me? I will cut you from ear to ear. Let's go. Ông
ta đang nghịch dao à? Hay ông ta đang mày dao? Mình đang ở đâu đây? Một căn phòng. Oh, John ông ta ở đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Evinun. Đây là một tựa game nói về một bà sơ, bà ta thờ quỷ Satan. Sau đó thì bà ta đã bị quỷ nhập vào trong người và nhìn bà ta rất là hung dữ luôn. Quan đây. Và các bạn sẽ bị lạc vào trong ngôi nhà của bà ta, một ngôi nhà rất là rộng và các bạn phải tìm cách để làm sao thoát khỏi ngôi nhà của bà ta. Một bà sơ thờ quỷ Satan rất là kinh khủng. Oh my god, bà ta xuất hiện là mình nhanh chứ. Chúng ta đánh nhanh. Chuồn 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 chuồn. Ok. Let's go, chạy thôi. Lâu sau bà ta không để ý đến mình. Ok, let's go. Chết rồi. Chạy luôn xuống đây. Wow wow, lấy tiền đấy đã. Bà này rất chết cho nên bà ta không để đi trên xuống dưới đâu. Wow wow wow, rất là kinh khủng luôn. Oh my god. Ok, chạy thôi, chạy thôi. Bà ta đang neo mình. Đấy, không biết có đường chạy không. Một tấm vé xe buýt. Gì đây? Wow wow, bà ta bắt rồi. Oh my god, đi luôn. Rồi và mình sẽ sang cái tiếp theo. Riff. Let's go. Okay, let's go. Vỡ luôn. Tiếp tục. Mình sẽ phải hồi sinh cho cậu bé này. Cho cậu bé này. Để xử lý cái chàng này. Để tiêu diệt anh ta. Thank you.
nhỉ? Bà ta đang điên rồi. Bắt đầu bà ta gọi đội quân. Kinh nghiệm của bà ta. Cái này thì khó rồi các bạn ơi. Oh my god. Oh my god, chết rồi. Ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.